Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện luận cùng Ngài. Ngài thật công bình. Dầu vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối những kẻ ác được thịnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn? Ngài đã vuông trồng họ, họ đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng họ ở gần Ngài, song lòng họ cách xa Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thế nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho Ngài đánh giết. Trong xứ bị sâu thảm, cỏ ngoài đồng khô héo cho đến chừng nào? Vì cớ dân cư hung ác, nên loài sinh súc và chim chóc đều bị diệt. Vì chúng nó nói rằng, người sẽ chẳng thấy sự cuối cùng của chúng ta. Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào? Chính anh em ngươi và nhà cha ngươi đang phản ngươi. Chúng nó cũng kêu tiếng to sau ngươi nữa. Dầu chúng nó nói những lời lành, ngươi chớ nên tin. Ta đã lìa nhà ta, đã bỏ sản nghiệp ta, đã phó dâng lòng ta rất yêu mến cho kẻ thù nghịch nó. Cơ nghiệp ta đối với ta như sư tử trong rừng, gầm thét nghịch cùng ta, cho nên ta lấy làm ghét. Cơ nghiệp ta há như chim kên kên vằn vện kia, các chim ăn thịt há vây lấy nó sao? Hãy đi nhóm các loài thú đồng lại cho chúng nó cắn nuốt đi. Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, dày đạp sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của ta thành ra rừng hoang. Người ta đã làm cho đất ấy ra hoang vu, nó bị phá hại, than thở trước mặt ta. Cả xứ đều hoang vu vì chẳng ai để vào lòng. Những kẻ phá diệt đến trên các gò trọi nơi đồng vắng. Vì gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất này từ đầu này đến đầu kia, chẳng có loài xác thịt nào được bình an. Chúng nó đã gieo lúa mì và gặt những gai gốc, khó nhọc mà chẳng được gì. Các ngươi sẽ hổ thẹn về hoa trái mình vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: mọi kẻ lân cận xấu của ta là kẻ choáng lấy sản nghiệp mà ta đã ban cho dân ta là Israel làm kỷ vật. Này, ta sẽ nhổ chúng nó khỏi đất mình và nhổ nhà Giu-đa ra khỏi giữa chúng nó. Nhưng khi ta đã nhổ đi, ta cũng sẽ trở lại thương xót chúng nó, khiến chúng nó ai nấy đều được lại sản nghiệp mình và ai nấy đều về đất mình. Nếu chúng nó siêng năng học tập đường lối dân ta, nhân danh ta mà thề rằng thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, cũng như chúng nó đã dạy dân ta chỉ ba anh mà thề, bây giờ chúng nó sẽ được gây dựng giữa dân ta. Nhưng nếu chúng nó không nghe, ta sẽ nhổ dân tộc đó đi, nhổ đi và làm cho diệt mất. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 13. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: hãy đi mua cho ngươi một cái đai gai, thắt vào lưng ngươi, nhưng chớ dầm trong nước. Vậy tôi theo lệnh Đức Giê-hô-va mua đai, thắt vào lưng tôi. Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho tôi lần thứ hai như vậy: hãy lấy cái đai ngươi đã mua đang thắt trên lưng ngươi, chờ dậy đi đến bờ sông Ơ-pha-rát và giấu nó trong kẽ vần đá tại đó. Tôi bèn đi giấu nó nơi bờ sông Ơ-pha-rát như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Sau đó nhiều ngày,
Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-pha-rát, lấy cái đai ta đã khiến ngươi giấu tại đó. Tôi đi đến sông Ơ-pha-rát, đào và rứt cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai hư hết, không dùng chi được nữa. Đoạn, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Giu-đa và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem đồng một thể này. Dân ác này chẳng khứng nghe lời ta, bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần khác mà hầu việc và thờ lại, thì sẽ trở nên như cái đai này, không còn dùng được việc gì. Đức Giê-hô-va phán: Như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Israel và cả nhà Giu-đa dính vào ta cũng vậy, đặng chúng nó làm dân ta, làm danh vọng, ca tụng, vinh quang ta. Nhưng chúng nó chẳng khứng nghe. Người khá bảo chúng nó lời này: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng: Hễ là bình thì sẽ được đầy rượu. Chúng sẽ nói cùng ngươi rằng: Chúng tôi há chẳng biết các bình đều sẽ đầy rượu sao? Ngươi khá lại bảo rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ khiến hết thảy dân cư đất này, các vua ngồi trên ngai David, các thầy tế lễ, các kẻ tiên tri và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem đều say sưa. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm cho người này với kẻ khác, cha với con chạm nhau. Ta sẽ chẳng áy náy, chẳng dè nể, chẳng thương xót, chẳng chi ngăn ta hủy diệt chúng nó. Hãy nghe và lắng tai, đừng kiêu ngạo, vì Đức Giê-hô-va đã phán: Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi Ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên những hòn núi mù mịt. Bây giờ các ngươi đợi ánh sáng, nhưng Ngài sẽ đổi nó ra bóng sự chết, hóa nên bóng tối mờ. Nếu các ngươi chẳng nghe, linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn rơi vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi. Hãy tâu cùng vua và thái hậu rằng: Xin hãy hạ mình mà ngồi dưới đất, vì mão triều thiên vinh hiển trên đầu đã rớt xuống rồi. Các thành phương nam đều đóng lại, chẳng ai mở ra. Giu-đa bị bắt đem đi, cả họ đều bị bắt đem đi. Hãy ngước mắt lên, xem những kẻ đến từ phương Bắc. Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu? Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã dạy làm bạn hữu lên làm đầu ngươi, thì ngươi sẽ nói làm sao? Sự buồn rầu há chẳng bắt lấy ngươi như bắt lấy đàn bà sinh đẻ. Và nếu ngươi tự nói trong lòng rằng: Cớ sao điều này xảy đến cho ta? Ấy là vì tội ác ngươi lớn lắm, nên vạt áo ngươi bị tốc lên và gót chân ngươi bị dập. Người Ethiopi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được, thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. Vậy, ta sẽ làm cho các ngươi tan lạc như rơm rác bị gió nơi đồng vắng đùa đi. Đức Giê-hô-va phán: Đó là phần ngươi, phần ta lường cho ngươi, vì ngươi đã quên ta và trông cậy sự giả dối. Ta cũng sẽ tốc vạt áo ngươi lên trên mặt ngươi, thì sự xấu hổ ngươi sẽ bày ra. Những sự gớm ghiếc, tức là sự dâm dục và tiếng hí ngươi, tội ác tà dâm ngươi trên các gò đồng ruộng, thì ta đã thấy hết. Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn thay cho ngươi, ngươi chẳng khứng làm sạch mình cho đến chừng nào. Chương 14. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi về sự hạn hán. Giu-đa đang sầu thảm, cửa thành suy bại, chúng nó đều mặc áo đen ngồi trên đất, và tiếng kêu của Giê-ru-sa-lem vang lên. Những người sang sai kẻ hèn đi tìm nước, đi đến hồ và tìm không được, xách bình không mà trở về, thẹn thuồng xấu hổ và che đầu lại. Vì cớ đất đều nẻ hết, bởi không có mưa xuống trong xứ.
người cầm cày xấu hổ và trùm đầu lại. Nai cái đẻ con ra trong đồng và bỏ đi vì không có cỏ. Những lừa rừng đứng trên các gò trọi, hít hơi như chó đồng, vì không cỏ nên mắc lòa. Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm. Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm, chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài là sự trông cậy của Israel, là đấng cứu trong khi hoạn nạn. Sao Ngài như một người trú ngụ ở trong đất, như người bộ hành, căn trại ngủ đậu một đêm? Sao Ngài như người thất kinh, như người mạnh dạn chẳng có thể giải cứu? Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy Ngài vẫn ở giữa chúng tôi. Chúng tôi được xưng bằng danh Ngài. Xin đừng lìa bỏ chúng tôi. Đức Giê-hô-va phán với dân này như vậy: chúng nó ưa đi dông dài, chẳng ngăn cấm chân mình, nên Đức Giê-hô-va chẳng nhận lấy chúng nó. Bây giờ Ngài nhớ đến sự hung ác chúng nó và thâm phạt tội lỗi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: chớ cầu sự lành cho dân này. Khi chúng nó kiêng ăn, ta sẽ chẳng nghe lời khấn nguyện của chúng nó. Khi chúng nó dâng của lễ thiêu và của lễ chay, ta chẳng nhậm đâu. Nhưng ta sẽ diệt chúng nó bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Tôi bèn thưa rằng: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này các tiên tri bảo họ rằng các ngươi sẽ không thấy gươm dao, sẽ chẳng có đói kém, nhưng ta sẽ ban sự bình an bền lâu cho các ngươi ở trong miền này. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: ấy là những lời nói dối mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối và bói khoa, sự hư không và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán về những kẻ tiên tri chẳng bởi ta sai đến mà nói tiên tri nhân danh ta rằng: trong đất này sẽ chẳng có gươm dao và đói kém. Chính các tiên tri đó sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém. Những kẻ mà họ truyền lời tiên tri ấy cho sẽ cùng vợ, con trai, con gái mình vì gươm dao đói kém bị ném ngoài đường phố Jerusalem, chẳng có ai chôn cất. Vì ta sẽ khiến điều ác chúng nó đã làm lại đổ về mình. Ngươi khá bảo cho chúng nó lời này: mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi, vì gái đồng trinh của dân ta bị tồi tàn, bị thương rất là đau đớn. Nếu ta ra nơi đồng ruộng thì thấy những người bị gươm đâm. Nếu ta vào trong thành thì thấy những kẻ đau ốm vì sự đói kém. Chính các đấng tiên tri và các thầy tế lễ đi dạo trong đất mình cũng không có sự hiểu biết. Vậy thì Ngài đã bỏ hết Giu-đa sao? Lòng Ngài đã gớm ghét Si-ôn sao? Làm sao Ngài đã đánh chúng tôi không phương chữa lành? Đang đợi sự bình an mà chẳng có sự lành, đang trông kỳ lành bệnh mà gặp sự kinh hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nhìn biết điều ác chúng tôi và tội lỗi của tổ phụ chúng tôi, vì chúng tôi đều phạm tội nghịch cùng Ngài. Xin hãy vì danh Ngài chớ chán chúng tôi và chớ để nhục ngôi vinh hiển của Ngài. Xin Ngài nhớ lời giao ước với chúng tôi mà chớ hủy. Trong những sự hư vô của dân ngoại, há có quyền làm mưa được sao? Có phải từ trời xuống mưa được chăng? Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải là đấng đó? Vậy nên chúng tôi sẽ trông đợi Ngài, vì Ngài đã làm ra mọi sự ấy. Thư của Phao-lô gửi cho Tít, chương 1. Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Gửi cho Tít là con thật ta trong đức tin chung. Nguyện xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, cứu Chúa chúng ta.
ta đã để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được. Chỉ chồng có một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: người Crete hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chớ nghe chuyện huyễn của người Giuđa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Chương 2. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi sự, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức. Đừng chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Chương 3. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dâng thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét, và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lai sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời này là chắc chắn.
ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình. Đến chừng ta sẽ sai Atema hoặc Tichiker đến cùng con, thì hãy vội vã sang thành Nicopoli nhập với ta, vì ta định qua mùa đông tại đó. Hãy lo liệu cho Sena là thầy dạy luật và Apollo đừng thiếu đồ chi hết trong khi họ ra đi. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng dùng giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái. Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời thăm con. Chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tin đạo. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy. Thi Thiên 65. Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa. Họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. Hỡi đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. Sự gian ác thắng hơn tôi, còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa. Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa là đền thánh của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình. Chúa là sự tin cậy của các cùng tột trái đất và của kẻ ở trên biển xa. Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc, vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực. Chúa dẹp yên sự âm âm của biển, sự ồn ào của sóng nó và sự xao động của các dân. Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất thấy phép kỳ của Chúa bèn sợ hãi. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ. Chúa thăm viếng đất và tưới ướt nó, làm cho nó giàu có nhiều. Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng, lấy mưa tẩm nó cho mềm và ban phước cho huê lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ mình đổi cho năm làm mão triều. Các bước Chúa đặt ra mở, các bước Chúa đặt ra mở trên đồng cỏ của đồng vắng, và các nõng đều thắt lưng bằng sự vui mừng. Đồng cỏ đều đầy bầy chiên, các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc. Khắp nơi ấy đều reo mừng và hát sướng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa.
con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.